Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Đứng ngay bên cạnh mình đây là chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu, bản cao cấp. Mẫu model là năm 2020. Tuy nhiên thì xe được sản xuất năm 2021. Thì trong cái thời gian vừa qua thì mình cũng thấy tương đối nhiều những anh chị khách hàng có hỏi mình về cái mẫu model này hiện tại thì còn xe hay không. Thì thực ra theo những cái thông tin mà mình nhận được thì hiện tại trên thị trường gần như là không còn cái phiên bản dầu cao cấp mà model cũ như này nữa, và sản xuất 2021 này nữa gần như là không còn nữa rồi, hầu như là tất cả không còn. Tuy nhiên thì tại đại lý của mình hiện tại thì đâu đó vẫn còn một vài xe nữa có màu, sẽ có màu là màu trắng này, màu đỏ này, màu đen này, là ba màu đó thôi, lác đác một vài xe thôi. Cho nên là nhiều những anh chị khách hàng hỏi mình trong thời gian vừa qua thì tại thời điểm đấy thì không còn xe, nhưng mà tại thời điểm này lại vẫn còn xe. Thì những anh chị nào, những khách hàng nào mà chúng ta quan tâm về Hyundai Santa Fe theo cái mẫu model cũ như này thì có thể liên hệ trực tiếp với mình theo cái shortline đặt ngay bên dưới video này. Còn nói về cái mức giá của Santa Fe bản dầu cao cấp mẫu model cũ như này thì mức giá niêm yết của nó thời điểm trước sẽ là 1 tỷ 245 triệu đồng. Thì đâu đó chương trình hỗ trợ bên phía nhà máy vẫn sẽ hỗ trợ chiếc xe này là 50 triệu đồng kéo dài đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2021 này. Thì đâu đó tổng khuyến mại của xe này khoảng tầm hơn 100 triệu đồng của bản dầu cao cấp này. Về những với mức như vậy thì mình tính đâu đó lăn bánh ở tỉnh. Ở tỉnh thì đây mình có để qua là ở tỉnh đâu đó khách hàng sẽ cần bỏ ra là 1 tỷ 275 triệu đồng. 1 tỷ 275 triệu đồng là có thể lăn bánh được bản dầu cao cấp này rồi, dầu cao cấp các bạn nhé. Còn với khách hàng ở Hà Nội thì lăn bánh đâu đó sẽ là 1 tỷ 318 triệu đồng là có thể lăn bánh được Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp model cũ. Còn với những anh chị khách hàng mà chúng ta mua trả góp thì chúng ta sẽ cần 20% giá trị xe. Với cộng với cả đăng ký đăng kiểm đâu đó, ví dụ như là ở tỉnh thì chúng ta sẽ cần 10%, ở Hà Nội chúng ta sẽ cần là 12%, ở Hà Nội chúng ta mất thêm tiền biển là 20 triệu nữa. Thì như vậy thì với những khách hàng ở tỉnh chúng ta sẽ cần đâu đó khoảng tầm 370 triệu đồng là có thể lăn bánh bản dầu cao cấp rồi, tối thiểu các bạn nhé. Còn khách hàng ở Hà Nội chúng ta sẽ cần là 410 triệu đồng tối thiểu là có thể lăn bánh về Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp theo cái model cũ như này rồi. Nói tóm lại là khi mà phân tích về cái mức giá của bản dầu cao cấp theo cái mẫu model cũ như này thì thực ra cái giá lăn bánh còn thấp hơn cái mức giá niêm yết của cái phiên bản mới. Cái mức giá niêm yết của cái phiên bản mới, bản mới bản dầu cao cấp hiện tại sẽ có mức giá bán là 1 tỷ 340 triệu đồng là mức giá bán, và chưa có chương trình khuyến mại gì tại cái thời điểm này, vì thì các bạn để ý là xe cũng vừa ra mắt đúng không ạ. 1 tỷ 340 triệu đồng, trong khi với phiên bản dầu cao cấp mẫu như phao cũ như này thì mức giá đâu đó lăn bánh chỉ là 1 tỷ 318 triệu đồng là ở Hà Nội các bạn nhé. Hà Nội mới là 1 tỷ 318, như vậy cũng đã thấp hơn cái mức giá niêm yết của bản mới rồi. Vậy thì những anh chị nào, những khách hàng nào mà chúng ta có thể là không ưng cái phiên bản mới, với những cái điều nhiều khách hàng có thể không ưng về cái phần mặt la răng hay là cái phần cần số, chúng ta lại không muốn sử dụng nút bấm mà vẫn muốn sử dụng về cái tay cần số như truyền thống, thì hoàn toàn các bạn có thể lựa chọn về Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp bản cũ như này, với những cái khả năng vận hành thì cực kỳ là ổn định là một. Cái thứ hai là khả năng cách âm thì cũng tương đối là rất là ok trong cái phân khúc cạnh tranh với cả Everest này, cạnh tranh với cả Fortuner này, Mitsubishi Pajero Sport, thì đó cũng là một sự lựa chọn mình nghĩ rằng là một sự lựa chọn ok được trong cái tầm tiền như vậy đó. Và sau đây thì mình cũng xin phép là giới thiệu những cái đặc điểm cơ bản nhất của bản dầu cao cấp này lại một lần nữa với những anh chị khách hàng. Chúng ta sẽ lại đi lại một vòng quanh xe phần ngoại thất, phần nội thất một lần nữa để xem biết đâu chúng ta có thể lựa chọn về phiên bản dầu cao cấp theo cái form cũ như này thì sao. Xin mời quý anh chị và các bạn. Santa Fe thế hệ hoàn toàn mới chuyển hướng theo xu hướng thiết kế to lớn, mạnh mẽ và sang trọng hơn. Xe có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.770mm, 1.890mm, 1.680mm và chiều dài cơ sở của xe đạt mức 2.765mm. So với thế hệ trước, Santa Fe dài hơn 80mm và kéo dài trục cơ sở thêm 65mm, đem đến một không gian rộng rãi, thoải mái cho tất cả các vị trí ngồi. Xe sở hữu khoảng sáng gầm xe đạt 185mm, góc tiếp cận trước đạt 18,5 độ và góc thoát sau đạt 21,2 độ, giúp xe có thể vượt qua các địa hình khó khăn một cách dễ dàng. Thiết kế ngoại thất của Santa Fe mang xu hướng cơ bắp hơn với lưới tản nhiệt dạng thác nước Cascading Grille với các nan tổ ong cỡ lớn đặc trưng, kết hợp vật liệu chrome đen sang trọng lịch lãm. Hyundai Santa Fe sử dụng một hệ thống đèn phía sau LED 3D tạo cảm giác ma trận ánh sáng và có chiều sâu.
Bên cạnh đó, bộ la răng 19 inch có phong cách mới cũng tạo ấn tượng đặc biệt khi chuyển động. Hyundai Santa Fe thế hệ hoàn toàn mới sở hữu một không gian nội thất sang trọng với các đường gân mạnh mẽ tạo thành kết cấu khung vòm liền mạch cho khoang lái. Nguyên lý thiết kế HMI, Human Machine Interface, được áp dụng và nâng lên một tầm cao mới, giúp Santa Fe sở hữu không gian nội thất đẳng cấp, tiện nghi nhưng vẫn hoàn toàn dễ sử dụng nhất trong phân khúc. Bảng đồng hồ trung tâm là màn hình điện tử kích cỡ 7 inch, tùy theo chế độ lái mà cụm đồng hồ này có thể hiển thị theo nhiều màu sắc khác nhau. Đồng hồ này có thể tùy biến hiển thị hai định dạng analog hoặc digital, tùy thuộc vào sở thích của người lái. Đặt phía trước cụm đồng hồ là hiển thị thông tin lên kính lái HUD, Head-up Display, hiển thị chi tiết các thông tin hữu ích. Hyundai Santa Fe thế hệ mới tiếp tục được duy trì và nâng cấp những tiện nghi cao cấp như hệ thống điều hòa hai vùng độc lập tích hợp khử ion, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, sạc không dây chuẩn QI, hệ thống ghế chỉnh điện và nhớ ghế, hệ thống sấy vô lăng, sấy và thông gió hàng ghế trước, lễ chuyển số vô lăng, đèn chiếu sáng tự động, gạt mưa tự động, kính trước chống mù, đọng nước tự động, cổng sạc hiệu suất cao trên các hàng ghế, phanh tay điện tử EPB, giữ phanh tự động Auto Hold, đem đến một không gian sang trọng và tiện ích trên khắp các vị trí ngồi. Lựa chọn thứ hai là động cơ dầu 2.2 lít cho công suất cực đại 200 mã lực và mô men xoắn 441 Nm. Đáng chú ý trong lựa chọn này là đi kèm hộp số tự động 8 cấp mới, mang tới khả năng vận hành ưu việt tại mọi chế độ. Tất cả các phiên bản đều được trang bị hệ thống Drive Mode với 4 chế độ Eco, Comfort, Sport, Smart, mang đến những trải nghiệm khác nhau cho mỗi khách hàng. Hệ thống này can thiệp vào tốc độ chuyển số, độ nặng nhẹ vô lăng, độ nhạy chân ga, đáp ứng từ nhu cầu nhẹ nhàng êm ái ở chế độ Eco, thể thao uy lực tại chế độ Sport hay thông minh học hỏi thói quen của người lái ở chế độ Smart. Với chế độ lái Drive Mode khác nhau, hệ thống dẫn động thông minh H-Track sẽ điều chỉnh lực kéo biến thiên trước sau phù hợp nhất trong phạm vi cho phép. Chế độ Eco cho phép lực kéo phân bổ bánh sau tối đa 20%, chế độ Comfort cho phép lực kéo phân bổ bánh sau từ 20-35%, chế độ Sport phân bổ từ 35-50%. Ngoài ra, Santa Fe còn có chức năng khóa vi sai trung tâm giúp lực kéo duy trì 50-50 trước sau, giúp xe dễ dàng vượt qua những địa hình khó. Hyundai Santa Fe mới vẫn thừa hưởng tất cả những tính năng an toàn cao cấp nhất của Hyundai, đó là hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống phân bổ lực phanh EBD, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC, hệ thống cảnh báo điểm mù BSD, hệ thống cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang RCCA, hệ thống hỗ trợ đỗ xe PDVK, hệ thống chống trộm Immobilizer, hệ thống an toàn 6 túi khí.